Những gì mà mọi người và thế giới này đối xử với bạn, đó là cách của họ. Những gì bạn muốn làm với chính mình, đó mới là quan trọng, vì nó nằm trong tầm tay của bạn, chính bạn tạo tác và tạo thành nghiệp. Khi bạn nói đó là nghiệp của tôi, thì có nghĩa là 100% nghiệp đó là do bạn tạo ra. Không ai có thể quyết định bạn sẽ như thế nào. Chính bạn mới là người quyết định bạn sẽ là người thế nào. Và khi bạn quyết định cuộc đời mình, bạn sẽ muốn hạnh phúc hay đau khổ. Nghiệp không chỉ là quả báo. Nghiệp là quá trình tự ghi lại tất cả những gì đã xảy ra với bạn, ghi lại những trải nghiệm của bạn và hợp thành bạn của ngày hôm nay. Màu da của bạn là nghiệp về thể chất, trí thông minh của bạn là nghiệp về tinh thần. Đó là lý do tại sao có người sinh ra đã thông minh hơn người, có người sinh ra đã được thân thể xinh đẹp. Nghiệp không đơn giản là phước báo và quả báo. Bạn phải hiểu, tất cả những gì bạn trải nghiệm trong kiếp này, bao gồm trải nghiệm thể xác và trải nghiệm tinh thần, đều sẽ được ghi lại. Nó sẽ liên tục ghi lại, tổng hợp và tạo thành các kết quả mới. Đó là lý do vì sao có những người sinh ra thì xấu, nhưng sau đó lại đẹp dần lên. Và có những người làm việc xấu, nhưng không nhận quả báo ngay, vì dòng nghiệp lực của họ vẫn đang vận hành, chưa biểu hiện ra cho bạn thấy. Bạn hãy tưởng tượng có một dòng nước đang chảy, bạn bỏ cái gì vào đó thì nó sẽ hòa vào dòng nước đó, tiếp tục chảy. Có lúc, những thứ mà bạn bỏ vào sẽ theo cuộn sóng trồi lên, nhân quả thấy ngay. Cũng có khi, nó nằm trong dòng nước và bạn không nhìn thấy. Cũng có thứ sẽ bị hòa tan vào dòng nước đó. Nhưng tất cả chúng đều nằm trong dòng nước đó. Chảy đến vô cùng tận, tùy duyên biểu hiện, mãi mãi không ngừng.